Những ngày gần đây, trên mạng xã hội vô cùng sục sôi trước đoạn clip nóng của nữ streamer Mèo 2K4 khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao. Trong khi nhiều netizen còn đang truy tìm thông tin của nhân vật còn lại kia, thì bất ngờ, streamer bé Chanh đã lên tiếng, thừa nhận mình chính là nam chính trong đoạn video 18 cộng đó. Cựu tiền thủ Liên Quân Mobile cho hay, clip nóng với Mèo 2K4 bị phát tán với tốc độ chóng mặt là do điện thoại của bé Chanh bị hỏng phải mang đi sửa, nhưng lại quên chưa xóa đoạn clip nhạy cảm và đã bị phát tán trên mạng. Sau khi biết được cú sốc mà Mèo 2K4 gặp phải, bé Chanh xác nhận rằng dù không còn bên nhau nữa nhưng hiểu được áp lực mà Mèo 2K4 phải chịu đựng nên đã chủ động an ủi, động viên cô. Vậy bé Chanh là ai? Bé Chanh, tên thật là Nguyễn Trần Hữu Trung, sinh năm 1996. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp và nổi lên từ sau vòng chung kết đấu trường danh vọng mùa đông 2017. Anh chàng nhận được sự chú ý chỉ trong thời gian ngắn khi xuất phát ở vị trí đi rừng và có kỹ năng cá nhân rất tốt. Ở thời điểm đó, đội tuyển của bé Chanh là Game TV đã vô địch giải quốc nội. Một thời gian sau, đội tuyển lại giành được vị trí á quân tại giải đấu quốc tế AIC. Tên tuổi của game thử này gắn liền với những vị tướng đi rừng ăn thịt như Mura, Naro, Violet, đi kèm với những pha xử lý cực kỳ hoa mỹ và cống hiến hết mình cho người hâm mộ. Với khả năng mở giao tranh tốt, tạo đột biến xoay chuyển cục diện trận đấu cực cao cùng những pha thoát khỏi giao tranh ngoạn mục, thật không quá khi nói bé Chanh là thần rừng thế hệ đầu của tựa game Liên Quân Mobile. Bé Chanh trở nên nổi tiếng trong làng game, đồng thời nhận được nhiều lời đề nghị quảng cáo cho các nhãn hàng, công ty trò chơi sau khi qua làm streamer. Đỉnh điểm, có thời gian lượt xem của bé Chanh đạt mức kỷ lục gần 32.000 người xem trực tuyến trên Facebook. Nhưng đó cũng chính là nguyên do khiến sự nghiệp game thủ của bé Chanh càng đi vào ngõ cụt. Bởi càng tham gia quảng cáo và tới sự kiện nhiều, một tuyển thủ từng tham gia đấu trường danh vọng sẽ không được quảng cáo cho các tựa game cạnh tranh trực tiếp với Liên Quân Mobile. Tưởng chừng sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp sẽ lên như diều gặp gió. Thế nhưng, trước thời điểm giải đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2018 khởi tranh, bé Chanh bị tố dính dáng tới môi giới cày thuê. Hậu quả, người đi rừng của Game TV nhận án phạt cấm thi đấu 6 tháng kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2018. Trong thời gian bị cấm thi đấu, bé Chanh dành thời gian của mình để stream game. Anh khiến cho cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile phải choáng váng khi đạt được con số kỷ lục hơn 32.000 người theo dõi live cùng lúc. Đây là con số đáng mơ ước của biết bao người cùng làm trong lĩnh vực này. Đầu tháng 4 năm 2020, thần rừng một thời của Game TV quyết định chuyển hướng hẳn sang nghiệp cày thuê, đánh dấu chấm hết cho việc quay trở lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Thêm vào đó, sau khi từ giã môi trường Liên Quân Mobile, anh chàng gần đây đã dọn nhà sang Liên Minh Huyền Thoại, tốc chiến với mức độ stream dày đặc. Mới đây, anh chàng đã chính thức công khai bạn gái của mình trên Facebook cá nhân thông qua việc đặt ở chế độ đang hẹn hò với tài khoản có cái tên Nguyễn Hà My. Tưởng lạ, nhưng hóa ra cô nàng cũng là một trong những hot girl đình đám của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban đầu, người hâm mộ cho rằng nam streamer chỉ là đang đú trend của Linh Ngọc Đàm và người yêu cũ mà thôi, chứ không hề có chuyện hẹn hò gì cả. Thế nhưng, sự thật thì cả hai đã trò chuyện, đi chơi và tìm hiểu nhau từ hơn một năm nay. Nguyễn Hà My sinh năm 1997, đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nàng du học một năm tại Nhật Bản. Về nước, Hà My đang làm việc tại một công ty của Nhật. Cô nàng sở hữu gương mặt sáng, phong thái quyến rũ và thân hình cực chuẩn. Xác nhận là nam chính trong clip nóng với Mèo 2K4. Ngay sau khi xuất hiện nghi vấn nữ streamer Mèo 2K4 lộ clip nóng, bé Chanh lên tiếng xác nhận mình là chàng trai xuất hiện trong clip nhạy cảm của nữ streamer Liên Quân. Anh chàng chia sẻ, tóm tắt gọn, anh em nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì phải hiểu. Chuyện xảy ra từ hồi hai đứa còn yêu nhau và mây mưa trăng gió. Chia tay nhau cũng được hơn 2 năm rồi, ai xem stream thì biết nhé. Còn tiếp theo là chuyện cái clip, thì nói thật ra là tôi còn không biết nó còn tồn tại trên thế gian này. Tiếp theo, tại vì sao nó lộ thì tôi cũng không biết nốt. Chỉ có một nghi vấn nằm ở đây là hồi hai đứa còn yêu nhau thì có một cái điện thoại bị hư và đem đi sửa. Cũng không biết rằng phải ở đây mà ra hay không cái này đang điều tra. Mấy ông bà đang thắc mắc là lúc đó có quay clip không thì là có, nhưng đã xóa ngay sau khi quay xong. Người trong clip là ai? Hai đứa đã từng quay nên chắc là Chanh sau khi trao đổi lại và xem clip. Người up clip, cái này là chịu chết, bên phía công an đang điều tra, nhưng chắc chắn là not me. Tôi không sống tồi như vậy và clip cũng xóa hơn 2 năm rồi. Và cuối cùng, Mèo đang rất sốc sau chuyện này, nên thôi Chanh cũng lên đây một phần để an ủi Mèo, một phần là giải thích cho anh em hiểu, không lại tùm lum chuyện. Mèo đang uống thuốc và rất mệt, nên Chanh hy vọng chuyện này sẽ sớm qua trước Tết cho Mèo một cái Tết vui. Còn về phần Chanh thì mấy ông sẽ trách là tại sao Chanh quay bla bla, thì nói luôn là ai cũng có lúc tò mò thôi. Nên phần này là Chanh và Mèo sai, bọn mình xin lỗi và anh em cũng rút kinh nghiệm. Dù có quay xong xóa thì có lúc nó cũng lộ ra thôi. Cái này thì hơi thần kỳ một xí chịu. Dài rồi, nên thôi anh em cũng hiểu và đừng tạo áp lực cho Mèo. Đằng nào thì cũng là con gái yếu đuối.
Mong rằng anh em sẽ hiểu và tiếp tục ủng hộ Mèo cũng như Chanh. Cảm ơn anh em rất nhiều, không nhắc lại chuyện này nữa nhé. Xin lỗi và cảm ơn mọi người, mong rằng Mèo sẽ sớm vượt qua. Nam streamer chia sẻ công an đã vào cuộc để tìm ra kẻ đã phát tán đoạn clip trên và anh chàng khuyên mọi người hãy ngừng chia sẻ đoạn clip này để giúp cho nữ streamer Mèo 2K4 có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn. Hiện tại, lùm xùm lột clip nóng của Mèo 2K4 vẫn đang nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng và người hâm mộ.